Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Subnautica. Tắt đi. Cây đã mọc rồi ha. Có cây này chưa nè. Chưa có ra trái á. Mà mấy cái này là lớn chưa này. Mình cần trồng thêm nhiều cái này nữa nè. Và mình cần hồng ngọc nữa. Hồng ngọc thì chắc là tín hiệu tiếp theo đó sẽ cho mình cái chỗ để lấy nữa. Để coi. Cái nào có dịch tiếng Việt mình sẽ để lại ha. Ủa, Pepper á. Các bạn biết mục tiêu mới là gì không? Là mình đó. Mình ơi mình thôi đó. Theo lý thuyết á, thì nó đã giết tất cả mọi con sinh vật mà có bệnh trong người á. Chỉ còn mình ơi mình thôi. Nhưng mà khi mà mình đi xung quanh thì vẫn gặp những con có bệnh thôi. Nó hơi lạ vậy đó. Bây giờ cái mình cần là cái đầu sạc pin nè. Làm sao ta? Bộ dây điện dây đồng titanium hờ, chắc phải đi gom một chuyến rồi quá. Thôi nào có run suit đi luôn á. Giờ đi làm gì? Bộ độn tôm. Ủa làm được chưa? Hờ, chắc làm được rồi á. Tại sao lại không làm? Tay clop nữa chứ. Để coi. À mình chưa làm run suit tại vì mình chưa kiếm được cái tay của nó. Cái tay grappling á, cái tay mà có cái dây á. Tàu ngầm. Còn cyclop thì chưa kiếm được luôn. Nói chung là tại chưa kiếm được cho nên chưa có làm. Thôi bây giờ mình bắt đầu làm cái máy lọc nước đi. Gì đi. Thiếu nước quá trời. Làm nó đâu ta? Ngay bên này luôn á. Ở đây nè. Cho nó gần nhà. Đây là đường vô của mình nè. Nhà hơi xấu á. Rồi để mình coi mình cần cái phòng đa năng kế bên luôn nè. Oh shit. What? Ý khoan mình có thể làm ở trên được không ta? Chỗ này mình đã gia cố hết rồi, không có quỷ được. Quỷ cái là bị ngập nước á. Mình chưa biết cách để xây hai cái tầng nó nằm chồng lên nhau nữa nè. Ủa gì không? Ủa được nè. Tốt. Tại sao chỗ nào cũng được chứ nhỉ? Nó có nói nhau không ta? Mà mình nghĩ là sẽ dưới tốt hơn là sẽ trên hoặc là xây ngang qua. Chứ xây cái này không có ổn lắm. Máy lọc nước để đây được không? Được á. Được á. Đây đi. Kệ đi. Rồi. Xong. Tức chiều đường của vỏ tổng còn 16.3. Cũng ổn rồi. Nhờ cái này nè. Có chỗ mình trồng cây á. Nó sẽ tăng sức chịu đựng cho nhà mình luôn á. Rồi giờ vô đây ha. Cần phải có cái cửa vô. Ý hết oxy. Shit. Bên ngoài luôn. Uống nước chưa? Chưa cần ăn đâu. Máu thì thấp quá trời vậy ta. Mở máu lại. Tí gì mình trồng luôn mấy cây này đi. Nắm vực sâu không cần nhiều lắm đâu ha. Trong kia còn mà. Chặt cái này ra. Rồi trồng lại. Thêm cái nữa. Rồi ok. Cần đem hồng ngọc á. Aerosel đó rất là cần thiết cho nhiều việc lắm. Giờ xây cái cửa vô coi cần không. Cửa vô qua đây luôn hả? Mình vô lấy nước xong mình đi mà. Ừ thôi khỏi đi. Cửa này được rồi. Ta chạy qua lấy nước cái đi. Mình có thể dẫn cái đường này đi qua bên đó luôn cũng được. Bên đó là cái đường qua cái nhà mình á. Để coi sao, sau này tính. Giờ xây máy lọc nước ra nè. Cần có aerosol thấy không? Dây đồng và titanium, dễ rồi. Ủa, what? Ồ, xây thẳng gì vậy đó. Ý, khoan, vậy tức là mình có thể xây đây mà phải không? Máy lọc nước. Ủa được nè. Ủa, mở qua này chứ. Vậy thôi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Đi ra, bỏ liền. Máy lọc nước, đây. À, mình tốt nhất là nên xây ở đây đi ha. Ủa làm được luôn nè. Titanium, dây đồng. Chưa có dây đồng với aerosol. Dễ gì làm được. Aerosol thì mình có thể làm được thêm 5 cục nữa rồi. Không biết có thể xài được nhiều không nữa. Mình lấy cục này vô nè.
cắt miếng rồi lấy vô. Trồng lại. Bụp, xong. Đây, đây và đây. Và dây đồng nữa. Để mình có lụm được cái gì? Hình như là bạc á. Dây đồng làm từ cái này. Hai quặng đồng mình có một à. Đi kiếm tiếp. Và đây quét luôn đi. Dây đồng, bao treo rồi ok. Đây được đó. Có máy lọc nước rồi thì khỏi lo về nước nữa. Chứ khỏi lo về muối luôn. Nó tạo muối cho mình luôn. Xong. What? Nó tự lọc phải không? Đúng rồi. Tự tạo ra mà. Đó đang xài điện đó. Mà điện luôn luôn được cung cấp. Tại vì mình có hai cái máy phát điện lận. Cái máy phát điện địa nhiệt á. Với lại cái này nè. Đó vẫn còn nắm acid trong này nè. Chỉ cần để nắm acid vô được rồi. Rất tiện. Xài không bao giờ hết luôn. Bụp bụp bụp. Và cất mấy cái quặng này vô. Không cần phải để cho mình đâu. Đã cài mod rồi. Bây giờ tiếp theo cái mình cần làm là máy sạc pin. Dây đồng, titanium, bộ dây điện. Ý tín hiệu mới, tín hiệu mới. Tính làm rồi thôi, nghe tín hiệu đi. This is Sunbeam. Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. Ủa Sunbeam chưa xuống nữa. Kệ nào xuống tính nè. Thì cho tín hiệu đi đâu, mừng hụt mà. Làm cái sạc pin bên ngoài. Bộ dây điện, dây đồng, titanium. Dây đồng. Bộ dây điện cần 2 quặng bạc. Oh man. Quét nữa rồi. Quặng bạc thì lấy trong sandstone chân nè. Chắc vậy. Oh, mình có quét rồi mà. Dữ liệu nè, địa chất. Đá voi lộ thiên. Đây đây, đá lộ thiên nè. Cung cấp chì, bạc và vàng. Nó đó. Tên. Vàng. Chì. Bạc đâu? What? Ở đây nè. Rồi đủ rồi đó. Đi. Bộ dây điện. Hai quặng đồng à. Như lại coi thử có cái súng không. Được cái nhân công cụ nè. Đây súng đây. Cần có cức của con Sea Trader. Hai thỏi titanium. Một dầu mỡ. Ba kinh trang men. Này dễ ha. Cức của con Sea Trader hả ta. Tầm này lấy luôn không. Làm súng chơi. Không biết nó có mạnh quá không á. Thử mới biết không. Ok ok ha. Mình sẽ đi lấy cức của con Sea Trader. Mình nhấn mạnh từ cức. Căn 3 trái là chặt lại 1. Là chồng lại là chuẩn luôn á, chuẩn men luôn. Đi. Lần này thì hơi xa. Tại vì mình đã thu hoạch cũng mới rồi. Hai quặng thôi được rồi. Titanium không gì trời. Còn cái vấn đề đồ ăn thì chỉ cần bắt cá xung quanh thôi. Thật ra chỗ nào cũng có đồ ăn hết á. Nhưng mà tại sao lại không là một cái nguồn có thể tạo ra được đồ ăn á. Như là cái thanh thức ăn này nè, thanh dưỡng này nè. Tại sao mình không tạo ra được mà lại có thể tạo ra nước. Trong này nó tổng hợp nhiều thứ lại làm thành ba cái thứ rất là cao siêu. Mà cuối cùng là không làm đồ ăn được. Bỏ tay luôn, chỉ bắt cá mới ăn được thôi. Nhiều đồng rồi ta. Ok, được rồi, về. Oh, what the hell? Tập trung ở đây chơi nha. Mình có để cái camera ở bên con Reaper á. Đẹp không? Quá đẹp. Nhà tôi xây mà sao không đẹp được. Chưa? Rồi. Di đồng. Ủa phải không vậy? Đang làm gì vậy? À đúng rồi, làm này. Bụp. Rồi sạc giùm tôi cái này. Lần được 4 cục. Như đây có nè phải không? Yeah. Như là có ác quy nữa mà chưa có cái đồ sạc ác quy.
Ủa này 100% mà xong lấy, what the hell. Em, ủa hai cái 100% luôn. Hai 100% rồi để vô, ngủ giấc sáng là nó sẽ đầy thôi. Bạn nào mà không có nguồn điện như mình đó thì tốt nhất là đừng nên làm gì. Vừa lọc nước mà vừa sạc pin thì nó là mệt lắm á. Chưa đầy. Tạm thôi. Mình có sẵn hai cục trong này rồi mà sợ gì á. Hết hai luôn, hết mấy cục trong mấy cái đồ đang xài đi. Máy quét. Máy quét thì 96%, what the hell. Đây nè. Rồi dụng cụ xây nhà luôn. Đó, mấy này đem sạc nè. 2%, 52% hả? Dữ vậy. Sạc này đi. Rồi cái 83% lấy ra đi ha. Này sạc. Rồi. Ok. Rồi, làm gì? Làm cái súng. Cần có cất của con Ê! Ôi! Ông lộn rồi. Mình làm gì vậy? Ờ, 700 lực hả? Chạy cũng được. Biết mình đã xài này cho bạn coi chưa ha? Có này để bắt cá dễ hơn thôi. Mấy bạn nào mà mấy bạn nào click chuột cực kỳ chậm á mới cần cái này. Để chứ mình bắt bình thường nữa. Nè, ô. Nó là cái gì? Thả ra. Thả ra. Bụp. Đó, nó sẽ rút cá vô vậy đó. Rồi cứ bơi qua lụm thôi. Đây. Tàu game mà không có cái C-Line nè thì xài cũng được. Tùy với bạn à. Thả đi, không có cần tới nữa đâu. Lùm lại. Này cũng không có xài tới. Tiền làm chi ổn à. Kệ, có thứ để show á. Giờ cất. Tốt. Rồi để cái dao xuống lại coi. Ý, tiền lấy hai cái dao gì vậy? Ủa làm hai cái dao nào vậy? What? Hai á. Ờ đúng rồi, làm cái súng để lấy cất của con Sea Trader đi. Tắt cái này đi. Ồ. Hello. Được một chai rồi. Nè, nó làm thì nó sẽ cho mình muối luôn nè. Có thể lấy ra nếu muốn mà khỏi đi. Mình đâu có ướp cái gì đâu à. Đồ ăn mình vẫn còn hai thanh dinh dưỡng là quá đủ rồi. Cái chuyến đi này thì chai nước rồi. Go. Rồi, vị trí của Sea Trader. Oh shit. Có thể mình sẽ gặp con God đó. God là vai thanh đó. Không biết là đa số những cái chỗ này mình đã qua bao giờ chưa á. Ờ. Nó còn sáng tức là vẫn còn ở vùng an toàn. Ô, tín hiệu radio nữa kìa. Kỳ á. Thế nào con này quý nhỏ xíu nè. Nhỏ hơn mấy con ở nhà mình. Đúng đường không đây. Lên cái đi. Nhìn lại, ok. Hơi xéo rồi. Đây là... Oh man, what the hell. Oh shit, cái gì đây. Ô này vui nè. Rồi sẵn mình khám phá cho này luôn ha. Bự quá. Mong là có Cyclops ha. Có thì quá tốt luôn. Ồ, một cái mảnh vỡ khá bự luôn á. Này như mình chưa từng thấy luôn hay sao á. Ô, cái gì đây? Ít rách lên nam nữa. Không, không phải, mũi khoan, mũi khoan. 1/2, yeah. Power Cell Charger. Là sạc cái cục ác quy nãy mình nói đó. 1/2. Oh man, what? Lùm được có 1 chắc buồn lắm á. Đây là công thức gì nè. Đầy đủ thứ vô luôn á. Công thức của gì? Richard đi. À. Đây là chắc Moonpole quá. Không có Cyclops hả? Ủa, không có gọi rồi. Mình cần nguyên con Cyclops luôn á. Ủa, chưa có hả? Hai á. Có khi chỗ này mình sẽ kiếm được nguyên cái Cyclops luôn nè. Mong là vậy. Gán dòm nha. Có đường vô nè.
Vô chỗ này mình hơi bị lạc lắm. Quay hơi sợ. Để lùi game cái đi ha. Rồi ok đi. Biết tại sao cứ vô đây lạc à. Chậu cây nè. Ghế. Rồi vô đây nữa hả? Trời heo, nhiều gì? Cái đèn. Không có gì mới. Trong này sao? Này chắc ra ngoài quá. Vô nữa chắc phải đi lấy miếng oxy. Ồ, oh shit, vô nữa nè. Ồ, móc bám nè, đúng rồi, đây nè. Ráp lên arm nè. Mở với 1 trên 2 à, cần thêm 1 nữa. Phải xài laser, cái này đi xuống cái gì? Vô. Rồi ra hết miếng oxy, cái vô tiếp ha. Tốn thời gian nghe luôn. Rồi, ok, ok. Không phải, không phải. Ý này nè, nè, nè. Quét đi. Quét. Ủa, có rồi hả? Quách, có rồi nào? Đây. Còn vô nữa nè, mảnh vỏ bộ giáp Ron. Oh man, phải đi ra. Cái tay drill arm chưa có, đó là arm chưa có. Ủa, nãy là mình quét cái gì vậy? Trời hả? Chưa có nè, cần thêm một mảnh của mọi thứ nữa. Thấy căng không? Rồi qua đây. Bơi chậm chậm vậy thôi được rồi. Ok, kiếm tiếp. À, cái tay đó mình có rồi. Ồ, như vậy á. Quét luôn đi. Có rồi. Cái grappling này. Ồ, đây là mảnh vỡ bộ giáp bronze chứ không phải là cái tay. Vô đây nè. Cần thêm hai mảnh nữa là được rồi. Xong. Xin beam chưa xuống nữa mà kiếm được đủ thứ chưa? Gì đây? Có rồi. Trong này. Oh man. Tay này không có cần, có rồi. Đây đường ra nè phải không? Bụp. Yeah. Huh. Thôi. Từ bữa mình vòng qua đó, vòng qua đây luôn. Giờ đi hết ở chỗ rồi. Không có. Không quét được. Ô cái này nè, cái này nè. Mình vào động cơ nè. 2 trên 3. Cái nữa. Ô gì đây? Tên hồ không đó. Ờ mấy cái sinh vật này nọ mình không có quét nhiều ha. Kim tiếp, kim tiếp. Mình vào động cơ chắc cũng dễ dòm mà. Hết hồn. Ồ, đây nè không? Nghĩ lắm á. Thật không? Yeah. Có sạc lớp xài à. Yeah. Rồi. Ok. Đang đi hơi lệch xíu rồi. Quay nè. Mà phải đi dưới á. Mà đi dưới thì khả năng gặp gót rất là cao á. Ủa gì đây? Ở chỗ nãy nè. Qua đây đi. Gặp gót là chạy liền nha. Không bao giờ mặt được. Lưu lại cái. Giờ là không có gì mà tin tưởng được hết á. Ủa đúng rồi, kiếm hồng ngọc không? Lết khép nè. Trong này hình như có hồng ngọc á. Tối qua đi. Thôi khỏi cái hồng ngọc đi, đi tiếp luôn. Ô, ô xíu xíu xíu. Gót vào. Gót 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 gót. Chạy. Có gượt không nha? Không có gượt. Mừng quá. Tối quá. Oh man. Mới đi gặp rồi. Vì sao ta? Đúng được không vậy? Shit.
không phát hiện mình. Oh man, ổn không vậy? Phải đường này không vậy? Oh, chắc sai đường rồi quá. Nè, đi xuống rồi. Ý gì đây? Có tay của Ron Sword không? Ủa có kìa, không? Ủa mũ khoáng kìa. Trời ơi, cảm ơn ông trời đã giúp tôi. Đó, chạy chỗ khác. Xong. Rồi, còn có thêm tay nào nữa không? Mũi khoan thì cần grappling arm nữa. Này không? Này mũi khoan. Grappling arm. Trong này không biết có không nữa. Chắc là vô đại á. Vô, kệ đi. Ta đi quá xa để từ bỏ. Ủa, này vô không được. Bên kia mới vô được. Oh shit, Ripper, chạy nhanh nhanh. Rồi, mình chở luôn cả. Này như không vô được á. Oh man, rồi sao đây? Chạy vô đi. Gặp God Ripper lum chân. Này sao không? Lết khép nè. Ít đi nè, nè. Kế bên luôn. Rồi ế mới coi. Mấy em, ế cái coi. Xin cứ coi. Ủa phải mấy đó không? Đâu phải không? Mày để lượm kim cương mà. Không phải. Cục cất nó màu nâu á. Giờ phải hù cho nó ẻ hay vậy ta? Ơ lượm lên. Tao đi hù cho nó ẻ vậy. Chém nè. Mày không ỉa là tao sẽ quất mày. Ô ô. Ủa nó mạnh vậy, mạnh vậy. Ừ. Không dữ vậy. Mới biết luôn. Trời ơi, tại sao chỗ này phải kim cương mới ổn dữ à? Có bị kênh em nào? Có nè. Thì mình ra mình thảy cái này ra đi. Ơ, thảy cái thôi. Rồi sửa cái tên nó lại. Bãi cức. Ồ, cức, ok. Thì là bãi cức nhưng mà để tìm kim cương đó nha. Magnetic nè. Ai... giờ phải đi mò cất tụi nó nè. Ồ, bắt đầu nó dậm chân xuống là cái này sẽ lội lên nè. Hèn chi nhiều dữ vậy. Cứ đi theo nó là kim cương có đóng luôn. Lấy cất nữa. Ủa. Ủa. Yeah. Xong. Rồi, cái nhiệm vụ hoàn thành. Rồi, ngôi nhà mến yêu. Không biết điện còn không? Cái còn mà. Còn. Nó xài tốn điện ghê luôn á. Thì mình cho nó thêm mấy cái nấm này nọ nha. Đi nước kìa. Oh man, what? Đây ơi. Vừa đủ đầy luôn á. Vào đây. Uống giấc tới sáng đi, rồi tính tiếp. Các bạn coi năng lượng kìa. 325/825. Chỉ có một cái máy nào hoạt động thôi mà nó vậy rồi đó. Rồi nó quên nữa. Cất đồ. Dầu mỡ. What? Đây. Đây. Biết xài được không? Làm xong đã xài không được mất cười mà. Cây súng. Hồ bự dữ. Xài điện gì vậy? Chắc là xài pin á. Đúng rồi, xài pin. Để lại. No target. Nó téo trời. Trời heo. Tao có chạy chưa hả? Ok ok ok. Hồ bự nhất luôn kìa. Mày. Ủa.
Dạ. Stalker 300 quá. Tại sao? Trời ơi, ô này bệnh nè, chiếc nó bệnh nè. Nhưng mà phải chỉnh chế độ bắn mới được á. Mình coi thử chế độ bắn là gì nha. Ép, ố, ép, ép, ép. Rồi. Ố. Oh shit. Một phát hai con luôn phải không? Chúng con à, ố khoan khoan khoan. Hai con luôn. Này hơi bá đạo quá rồi. Lại 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 à, tốn điện đó. Trời ơi, một lần bắn hết 50% điện luôn. Bá đạo cũng đúng rồi, trời ơi con này chết luôn rồi. Sao ghi? Sao ghi? Thả ra lại nó sống không? Không. Thôi, mình sẽ ăn nó. Coi như là chuột tội đi. Rồi. Bắn thêm phát nữa cho bạn coi ha. Và để nhắm chỗ khác đi. Con chim không? Thì tên là Skyray. Ố. Vậy thôi đó hả? Skyray, mấy con này mình chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy luôn. Ồ. Cũng không có chi tiết lắm á. Tại nó anh chài mà. Rồi thôi, tập này mình sẽ dừng tới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Bye bye.